Hello, xin chào tất cả mọi người. Và trong trận đấu này mình sẽ chơi vị tướng Murat với bộ trang phục là vợ săn tiền thưởng. Nhầm. Thợ săn tiền thưởng nha. Nói nhầm. Ok, và hiện tại bây giờ thì Murat không còn bị cấm trong League of Legends nữa. Hai vị trí quan trọng bị cấm đó là Superman và Timmy. Vậy đây là vị tướng này bây giờ mình có thể chơi được rất là thoải mái trong đấu danh. Đấy, leo danh kim cương bằng vị tướng Murat xem có khỏe không nha anh em ơi. Và trong trận đấu này hiện tại bây giờ mình đang có Murat này, có Chowner này, Quyền Vương này, Ahri và Van Hên. Đấy, đối phương có Thỏ Slim, Joker, Alice, Zephyr và Illumia. So về hai đội hình này thì team mình có vẻ là lợi thế hơn rất nhiều. Tại vì sao? Đối phương có khống chế mạnh, team mình có hóa giải khống chế. Đấy, đối phương có sát thương cao đến từ Thỏ Slim, nhưng mà team mình lại có sát thủ Murat. Đấy, không biết là mình cái khả năng sát thủ Murat có thể bắt được Thỏ Slim cũng đơn giản thôi, nếu mà anh em biết cách sử dụng chiêu cuối một cách hợp lý nhá. Rồi, mình thì mình đang mong chờ cái bộ trang phục của vị tướng Murat đó là cái gì nhỉ? Murat MTB, Sơn Tùng MTB đấy. Thần tượng học đường. Đây thôi, cái bộ trang phục này mình sẽ lồng tiếng luôn. Thôi, chắc là có lẽ mình không lồng tiếng đâu, lồng tiếng thì anh em nghe tiếng của mình chán lắm. Đẹp trai thì có gì sai đấy, anh gánh team rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng tập trung farm trở lại nha anh em ơi. Farm và farm. Đầu game cứ farm lên level 4 bắt đầu đi ganh. Rồi, level 4 đi ganh hiệu quả nhất nha. Ok, lâu lắm cũng không chơi Murat rồi. Anh em có thể thấy là nếu mà thấy là vị tướng nào mình không lâu không chơi thì anh em có thể thấy là những clip mà mình làm đấy, đó là không đăng những cái vị tướng đấy thì lâu không chơi thôi. Murat cũng vậy thôi. Cũng quên hết kỹ năng rồi. Thật ra thì Murat nằm trong top tướng rất khó chơi nhá, dành cho những anh em nào có lúc mà nó mới ra mắt thì anh em cũng phải luyện khá là lâu. Như kiểu là Nakaroth là một này, nằm trong top. Hiện tại là mình thấy là mình biết chơi nhưng mà căn bản mình cũng chơi hay thôi. Chứ còn nói về cái khả năng khó thì Nakaroth này là một vị tướng đánh khó này, đấy, Murat vị tướng đánh khó này, Superman cũng là một vị tướng đánh khó này. Ba vị tướng mình thấy là thời gian đầu luyện cũng khá là lâu thì mình có thể là chơi hoàn thiện đấy. Ok rồi, bắt đời heo không được lên level 4 này mà rõ ram thì rất là chuẩn đấy. Bị mất rồi, coi thổ dân rồi. Băng trụ chơi có hàng. Ui dồi ôi, ngon thế. Thôi rồi té. Tiếc thật, mình không cả được cái mạng hỗ trợ, lao vào một xíu nữa thôi là chạm được ngay vào mông bé Zephyr rồi. Đây từ khổ quá, cứ từ từ thôi. Bây giờ nha, chơi luôn lại, chơi rồi. Ok, bây giờ mình giật lại này. Thôi, về đi, voi, có cái voi rất là to. Rồi, level 4 này. Rồi, đây nhá, ấy. Chú voi con ở bản đôn, rồi, té đây. Cuối cùng mình đã lên được level 4 rồi. Tránh xa ra, hiện tại như là biết ngay mà ăn rơi này. Từ để tôi cái con thổ dân này, để tôi lấy cái chiêu cuối nha. Rướt, rồi, ok, lao ra luôn nha. Lao này. Chiêu 2 này, rồi chiêu cuối rất đau anh em ơi. Ok, mình sử dụng chiêu thứ 2 xong mình sử dụng chiêu cuối cực kỳ đau luôn nha. Ok, một mạng nữa. Thơm thế nhở. Rất là tiếc là mình không được cái mạng nào, nhưng mà thôi, hỗ trợ đồng đội là hạnh phúc rồi. Nếu mà trận đấu này hỗ trợ nhiều thắng thì cũng vui thôi. Không có. Rồi, lướt này. Đấy, hình như là đối phương ăn sói. Biết ngay mà, xin nha, mình xin. Thơm, mình xin nhá. Tự nhiên được con sói. Lướt đúng chiêu cuối được luôn một ít vàng. Rồi, hay quá, trong trận đấu này ai cũng đánh hay thế này. Đến thời điểm hiện tại thì đánh rất hay, chứ còn mình không nói đến cuối game hoặc là giữa game nha. Ok, xin luôn cái trụ này, lướt này. Thôi nha, thế thôi, mình chỉ cấu gì ở đây thôi, giời ơi, khổ thân. Illumia gái xinh vừa mới lên một tí thôi đã phải biến về để hồi máu rồi. Mất khá là máu anh em ơi. Rồi, bây giờ lại quay trở lại ăn cái con bùa xanh, khốn vãi, không có bùa xanh là rất là khó ăn. Rồi, tôi chết, tốt vãi luôn kìa. Thôi, bị làm tráng rồi, khó chịu vãi. Ôi, mất rồi. Trời ơi, tốn thời gian thế. Tốn thời gian vãi trưởng ăn cái con bùa xanh này. Rồi. Đó, anh em thấy là sát thương, nếu mà anh em chơi được vị tướng Murat, mình khẳng định em một vị tướng cực kỳ gánh tin tốt. Nếu mà có kỹ năng chơi Murat hay thì anh em không lo là thua trong trận đấu nhá. Đấy, nếu mà đánh hay thì có thể gánh team tốt bằng khả năng là sử dụng gấu gì ở chiều cuối. Đấy nha, ôi, mình thử xem cướp được cái con bùa đỏ này không. Đấy, chiều 2 này, cắm tay tái này. Ok, cướp được rồi. Thường thế lại cướp được một con quái nữa đến từ Thỏ Slim. Cảm ơn bạn rất nhiều, trong trận đấu này bạn đã hỗ trợ mình rất 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 là nhiều. Đây, tới luôn này.
Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Ờ, không có quái à? Lướt này, rồi chiều 2. Ok, chiều 2 này, ok, một mạng nữa. Cuối cùng mình cũng được một mạng rồi. Ờ, thơm quá. Rồi, thế là được một mạng rồi, thơm vãi trưởng anh em ơi. Đấy nha, đấy nha, ra đường giữa đã. Biết ngay mà vừa xong Imuma vừa làm cái gì đấy, vừa làm cái trò gì vậy. Chém, chém hai phát rồi, đây đây, chém tiếp hai phát nữa. Ờ, Imuma này, lướt này, lướt này. Chiều cuối, trời ơi, nửa cây máu. Chiều 2, ấy chặn sát tương từ trụ nha anh em ơi. Rồi, ok, dây kiên cường. Bây giờ thì các trang bị cho vị tướng này mình sẽ để ở cuối clip nhá. Ờ, ở đây quay quay lại xin nhá, mình sẽ cướp xem cướp được không. Cướp, rồi, cướp thành công rồi. Rồi, thế thôi, thế là đủ rồi, té thôi. Đấy, chỉ cần cướp thế thôi. Phải chấm vào Salin cho trận đấu này bị cướp nhiều quá. Hơi bị khổ thân. Rồi, chém này, chém này. Bây giờ mình sẽ bay vào như một vị thần. Chiêu 2, chiêu cuối. Đâu rồi, rồi, ok. Khỏe về. Một mạng nữa. Đấy, đánh Murad một, nếu mà anh em chơi Murad ảo diệu thì thật sự thì cực kỳ là hay luôn. Mình thì mình không đánh hay đâu, mình đánh rất là kém nhá. Rồi, chiêu này, rớt chiêu 2 này, chiêu cuối này. Ô, thôi kìa, nó vẫn chạy được, tí vai. Một xíu nữa thôi. Trời ơi, 7 giây nữa mới hồi chiêu cuối cơ. 5 giây nữa, 4 giây nữa, 3 giây nữa rồi. À, đây, thỏ Salim, thỏ Salim, thỏ Salim. Rồi, vẫn chạy được kìa. Ok, thế là mình lại cướp tiếp. Ơ, thôi, lần này không cướp được rồi, phí thật. Tiếc vãi, còn một xíu nữa rồi mà bị Joker. Vãi cả rừng gà, ok, ok, mình nhận. Ok, mình gà. Mình nói mình gà mà mình có đánh hay gì đâu. Mình đánh gà mà. Phải những người thật sự thì trong trận đấu này ấy, phải những anh em nào mà hay dỗi ấy, hoặc là sao ấy, mà chửi một phát như thế, bỏ game luôn. Kiểu là thoát trận luôn. Ok, mình nhận mình gà mà mình có đánh hay gì đâu. Rồi, mình chỉ làm clip vui cho anh em thôi nhá. Nói về hay thì chắc là không đến nỗi hay đâu. Đây đây, mình sẽ bắt thỏ Slim này. Từ từ đợi đấy, đứng đây. Đứng lại. Rồi, lướt, lướt chưa cuối. Thôi thôi thôi, phí vãi, còn một tí nữa thôi là chém được rồi. Phí vãi trưởng. Rồi, lướt này, lướt này. Ô thôi, chưa cần hiệp chiều cuối. Phí vãi một xíu nữa thôi. Rồi, chém này, chém này, chém này. Ấy, né rồi, lướt, lướt chiều cuối. Ok, một mạng nữa, thỏ Slim ơi. Khổ quá, trong trận đấu này hơi bị có lỗi với bạn. Cướp rừng sau này còn ăn mạng trắng trợn thế này. có đau lòng không? Ok, bay trở lại này, lướt chiêu cuối vào Murad. À, mình xin lỗi, Jaffit, Jaffit, thôi chạy nhanh vậy. Không đuổi được rồi. Bây giờ sẽ bắt thanh niên Iluma nha anh em ơi. Iluma, chạy đâu? Rồi, rất là tuyệt vời. Ok, đâu rồi, vừa tìm ra đấy mua rồi. À, đây rồi. Ok, mình lại té lại thôi. Đấy nha, sát thương vị tướng Murad mình đã nói rồi. Nếu mà anh em chơi vị tướng này một cách ảo diệu thì mình khẳng định là có thể gánh team rất tốt. Cho trận đấu này hiện tại team mình ai cũng đánh hay rồi. Rồi, á, từ không cho nó chạy thôi, vẫn để nó chạy được kìa, phí vai. Một xíu nữa thôi là sẽ được mạng của Thỏ Slim rồi. Bây giờ lại quay trở lại nha. Bây giờ mà ước gì có cái bộ trang phục MTV Sơn Tùng ra mắt ở bản chính mình được chơi trước thì hạnh phúc mấy. Khi mà anh em sẽ được thử hiệu ứng, rất là nhiều hiệu ứng nha. Mình đã review cho anh em rồi, cái bộ trang phục đấy thì sắp sửa ra mắt thôi. Anh em thấy thấy là Lego Mobile mình tin chắc một điều sắp ra mắt rồi. Sắp ra mắt bộ trang phục này rồi. Ok, một mạng nữa. Tại vì là anh em thấy đấy là trên fanpage Lego Mobile, trang Facebook ấy, thì đã cập nhật rất là nhiều ảnh của Sơn Tùng rồi. Đó, một ca sĩ rất nổi tiếng, top 1. Ơ, rồi thôi thôi. Được rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích nha. Đó, không biết anh em có hiến máu để dành tặng cái bộ trang phục của sếp mình không anh em ơi? Chắc là rất nhiều anh em có mua cái bộ trang phục đấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng cũng khá là chát đấy. Bộ trang phục đấy, một là nằm trong vòng quay kho báu. Đấy là do mình, đây là suy nghĩ của mình thôi nha. Chứ còn mình không biết được thông tin chính xác ở đâu đâu. Đây là do mình chơi Lego Mobile nhiều, mình suy nghĩ thế thôi. Nhưng mà nói thế thì anh em cũng khá là tiếc. Chứ hy vọng rằng đừng có nằm trong kho báu là được. Mình hy vọng nha.
đấy, mình cũng rất là thích những cái bộ trang phục đấy, nếu mà để mà nằm trong kho báu thì rất là tiếc. Rồi, ok, rất đề này. Hy vọng rằng nó sẽ không nằm trong kho báu Lego Mobile, để có thể là ai cũng có thể là chơi được cái bộ trang phục đấy, đấy tận hưởng. Rồi lướt, thôi, đùa đấy. Ok, kết thúc trận đấu thôi, hiện tại đối phương cũng nản lắm rồi, 17 năm. Các trang bị cho vị tướng Murat này mình sẽ để ở cái clip nhá. Trận đấu này kết thúc khá là sớm rồi anh em ơi. Rồi. Thôi, từ từ. Vẫn chưa thể kết thúc được trận đấu này, còn một xíu máu. Bây giờ mình phải ra đánh quái rừng để hồi máu rồi mình lao vào, bay vào như một vị thần để mở combat. Đấy. Ok, kết thúc trận đấu với anh em ơi. Rồi, MVP. Đó. Trang bị cho vị tướng này nha. Hy vọng rằng anh em có thể chơi vị tướng Murat một cách nhanh nhất và hay nhất để có thể gánh team được. Vị tướng này leo danh mình khẳng định một điều, nếu mà anh em chơi hay thì leo danh cực kỳ là ổn định luôn. Bây giờ không bị cấm nhiều nữa thì anh em có thể chơi lại vị tướng này rồi. Chứ còn trước đây thì vị tướng Murat hở ra là bị cấm, hở ra bị cấm rồi. Rất là khó thể lựa chọn được trong những trận đấu nha. Ok, sát thủ này Murat đây rồi. Kiếm chi hồn này, dây kiên cường thương xuyên phá anh Fenrir này. Ấy, phức cập kiếm liền là bệnh. Đây là các trang bị mà mình lên trong trận đấu ấy, chém phần trăm máu. Ok, và cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Chúc mọi người buổi một ngày mới vui vẻ. Yêu tất cả mọi người. I love you, chị. I love you, nên. Bye bye.